Nhà đấu giá Sotheby tại Mỹ đã thông báo đấu giá bộ xương hóa thạch hoàn chỉnh của khủng long Gorgosaurus. Đây là lần đầu tiên bộ xương của khủng long Gorgosaurus được đấu giá và Sotheby dự tính hiện vật này sẽ thu về từ 5 đến 8 triệu đô la Mỹ. Theo nhà đấu giá Sotheby's, bộ xương khủng long cao 3 mét và dài gần 7 mét này sẽ được đấu giá tại thành phố New York vào ngày 28 tháng 7. Đây là một trong những bộ xương hóa thạch khủng long có giá trị nhất từng xuất hiện trên thị trường. Gần đây, thị trường dành cho các mẫu vật khủng long thực sự rất nóng. Chúng tôi đã có thể thấy một số mức giá đưa ra khá cao. Chúng tôi cũng có rất nhiều mẫu vật quý hiếm, nhưng bộ xương này có lẽ là hiếm nhất. Bộ xương hóa thạch này của Gorgosaurus đã được khai quật tại địa tầng sông Judith gần thành phố Havre, bang Montana của Mỹ vào năm 2018. Cuộc đấu giá sắp tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên Sotheby's bán đấu giá một bộ xương khủng long hoàn chỉnh kể từ sau khi bán Sue the T-Rex vào năm 1997 với giá 8,36 triệu đô la Mỹ. Tất cả các mẫu vật khác của khủng long Gorgosaurus từng được tìm thấy đều đang được lưu trữ trong các viện bảo tàng. Đây sẽ là một sự kiện thú vị cho cả các nhà sưu tập và tổ chức cá nhân. Theo kinh nghiệm của tôi, cho tới nay, những khách hàng sở hữu xương khủng long đều sẽ tặng lại cho bảo tàng. Khủng long Gorgosaurus đã tồn tại trên trái đất khoảng 77 triệu năm trước. Một con Gorgosaurus ở độ tuổi trưởng thành, trung bình nặng khoảng 2 tấn.